Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. 714-893-3264 để đặt câu hỏi vấn đề luật pháp. Chúng tôi sẽ tường trữ lại câu hỏi, trả lời câu hỏi của quý vị. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Hello, chào luật sư ạ. Dạ, chào em. Dạ. Dạ, em có hai câu hỏi ngắn. Câu hỏi thứ nhất đó, ví dụ tiền mình để ngân hàng đó, mình có để beneficiary là trustee là đó, thì câu hỏi của em ngắn gọn là em có để beneficiary khi mà mình qua đời đó, là cái người beneficiary là tự động họ sẽ hưởng cái số tài chánh mà mình để trong ngân hàng, mình không có cần để vô cái living trust phải không ạ? Dạ vâng. Còn câu hỏi thứ nhì của em thì em ở trong cái apartment complex á, thì em thấy có một cái chiếc xe nó không có bảng số phía trước và phía sau của cái chiếc xe đó, thì mình có thể báo cho police biết cái chiếc xe đó là như vậy không ạ? Để prevent in case like you know that person hit and run or something and someone couldn't get the license plate number. Yeah, okay. Câu hỏi thứ hai thì đơn giản, trên luật đó thì cái xe phải có cái license plate, trừ khi đó là cái xe mới thì thường thường dealer đó họ sẽ cho cái license plate của dealer cho đến khi có cái permanent license plate từ DMV nếu là xe mới mua. Thành ra nếu mà cái xe đó không phải là xe mới mua, xe cũ đó, mà không có license plate thì yeah, mình có thể gọi cảnh sát, chứ có nhiều khi cảnh sát nó bận, nó không có chịu đến để nó như nào viết cái ticket cho cái người đó. Tại vì nếu không có license plate mà chạy ngoài đường đó mà cảnh sát không có đó thì thường nó có thể cho cái ticket. Với cái ticket đó đó thì cái người đó đó phải lấy cái license plate, rồi sau đó đến sở cảnh sát show cho cảnh sát thấy là có cái license plate, thì sau đó đó thì chỉ đóng tiền phạt thôi. Bây giờ cái câu thứ hai thì nó hơi phức tạp hơn. Tôi đoán là em có cái living trust phải không? Dạ thưa có ạ. Dạ vâng. Ok. Thì đó tùy theo về bank account á, nếu tôi không làm cách đây 2 tuần thì em có câu hỏi mà gần hết giờ, thành ra tôi có hứa để trả lời. Cái bank account đó nó có hai loại bank account. Thứ nhất á, là cái personal bank account và cái hai là business bank account. Tôi nói không phải cho em mà cho mấy cái thính giả khác mà họ có business đó. Cái personal bank account thì thường mình có saving và checking. Đối với checking account đó thì thường cho dù mình có cái living trust, mình không có để vô trong cái chuyển vào trong cái trust đâu. Rất là nhiều văn phòng luật sư họ không hiểu á, họ chỉ cái gì họ cũng chuyển vô cái trust là sai. Tại sao vậy? Đơn giản. Cái checking account đó, tức là nó sẽ in ra cái checkbook của mình. Cái checkbook mà dưới tên của em chỉ hiệu Nguyễn Văn A. Bây giờ em viết cái check cho người ta, họ chỉ cần verify với cái driver, nhất là khi em viết một cái check lớn 2-3 ngàn chẳng hạn, thì họ phải check cái driver license của em. Thì khi cái driver license em là Nguyễn Văn A thì ok, họ biết em là Nguyễn Văn A dưới cái check đó. Còn nếu mà em để dưới cái trust là Nguyễn Văn A Family Trust, họ phải coi cái trust của em, document của em, họ mới biết rằng có phải Nguyễn Văn A này là cái người trustee, là người có quyền để viết cái check này hay không. Do đó đó, khi em viết những cái check lớn mà nằm dưới cái trust đó, thì người ta sẽ có thể không từ chối, không có nhận cái check của em. Đó là cái chuyện đơn giản, bình thường. Hai là khi em để dưới cái trust đó, nhiều khi kẻ gian nó, em viết check dưới có nhiều người mà. Có những người tốt, có người xấu. Và khi em viết check người tốt, người xấu á, thì thường thường đó, những người xấu nó nghĩ là em để vô cái trust, chắc là em có nhiều tiền lắm, em mới để vô cái trust. Do đó nó có thể cố nó lấy nhiều tiền hơn của em. Sau đó là lý do thứ hai. Và thường đó, nhiều quý vị cũng phải để ý rằng đó, khi mình có cái saving and checking account đó, thì thường thường mình không có để quá nhiều tiền ở trong cái checking account. Mình chỉ để đủ để mình trả những cái chi phí thôi. Lý do tại sao? Tại vì trong cái checking account đó, mình sẽ viết check cho rất là nhiều người. Và những người mà viết check với thời gian, có người tốt, có người xấu, nếu mà gặp phải kẻ xấu á, là nó có thể copy, nó giả mạo cái check của mình để nó rút tiền của mình. Còn cái savings account đó mình đâu có viết check từ cái savings account đâu có ai biết mình có savings account đâu. Thành ra thường đó, nếu tiền nhiều á là mình chuyển từ check qua savings, mình để nhiều tiền ở savings account, chứ mình không có để nhiều tiền ở checking account, chỉ để đủ để trả mấy chi phí thôi. Bây giờ về vấn đề, nếu saving account
mà mình á, bây giờ trở lại cái checking account đó, thì á, mình không có chuyển vào trong cái trust, nhưng mình sẽ phải để ai là được hưởng khi mình qua đời. Nó gọi là pay on death. Pay là trả, on là khi, death là chết. Pay on death, còn viết tắt là POD, trong có nhiều nhà bang đó, nó để là POD, tức là pay on death đó. Thì mình sẽ để là ai là pay on death beneficiary, tức là nếu mình có con thì mình sẽ để con mình là pay on death beneficiary. Đương nhiên con mình phải trên 18 tuổi á, thì mình chết nó mới lấy được. Cho nó dưới 18 tuổi không ai đưa tiền cho đứa con nít dưới 18 tuổi đâu. Do đó đó thì nói chung là checking account thì mình sẽ phải để ai là pay on death beneficiary. Thí dụ mình có hai vợ chồng, có mấy người con, thì mình hai vợ chồng mình nên đứng là một cái joint account, rồi để mình để con là pay on death beneficiary. Tại sao đứng joint mà sao không có đứng, không để là beneficiary? Chẳng hạn một người chồng đứng tên rồi để bà vợ là beneficiary cũng được vậy. Nhưng mà đó, cái bất lợi là như vậy. Khi mình đứng là joint account đó, rủi hai vợ, nhất là những người dân, vợ chồng mà lớn tuổi đó, thì nếu mà đứng một người đó, thì đó, để bà vợ là pay on death beneficiary đó, là ông chồng chết rồi, bà vợ phải chờ tối thiểu là 40 ngày sau khi ông chồng chết, rồi phải có cái giấy khai tử, rồi mang giấy khai tử đến nhà bang, rồi mới được lấy cái số tiền đó ra. Cũng thêm mất mấy tuần nữa, tức là tóm lại cũng phải gần tháng rưỡi, hai tháng mới lấy được số tiền. Thì tiền đâu để mà lo hậu sự đây? Còn nếu mà đứng là joint tenant, hai vợ chồng đứng là joint tenant á, thì ông chết, bà có thể lấy tiền ra liền để lo hậu sự hơn là beneficiary. Tuy nhiên đó, con đó thì sẽ để là beneficiary. Đương nhiên những người con đó, khi cha mẹ mình chết đó, thì mấy cháu phải chờ tới 40 ngày sau khi cha mẹ chết hết rồi, rồi đưa giấy khai tử ra thì mới lấy được số tiền. Rồi bây giờ đưa savings account. Saving account thì mình có hai cách. Cách thứ nhất, mình vẫn để ai saving account thì mình vẫn đứng chung hai vợ chồng là joint owner và để con là pay on death beneficiary. Đó là cách thứ nhất. Thì khi hai vợ chồng qua đời đó, thì con vẫn có thể lấy được số tiền, đương nhiên phải chờ 40 ngày. Cái cách thứ hai đó là mình để cái saving account transfer vào trong cái trust của mình. Thì khi mình transfer cái trust đó, mình vẫn có quyền như thường khi mình còn sống, tại vì cái tắc ID của cái trust là cái social security của mình. Do đó mình vẫn toàn quyền đối với saving account như thường. Và khi mình chết thì con mình là người kế tiếp, gọi là successor trustee, nó vẫn có thể đưa giấy khai tử, chờ 40 ngày sau đưa cái trust document ra nhà bang thì nó vẫn có thể lấy được số tiền đó. Hơi mất công chút xíu, nhưng cái lợi đó là đối với một số những người mà cứ sợ ai bị kiện mình, rồi nó liên vô cái bank account của mình, thì trong trường hợp đó đó, mình có thể để cái saving account vào trong cái trust. Ok. Rồi, bây giờ cái business account. Cái business account đó không thể để hai người, từ khi hai vợ chồng đứng tên chung làm cùng cái business, còn không đó thì chỉ có một người đứng tên, thì do đó chỉ có người đứng tên. Vậy thì đó, thì ông chồng ổng có cái tiệm business nha. Thì ổng đứng tên cái business account. Vậy thì rủi ông chết thì sao? Nhất là cái số tiền, tôi có nhiều trường hợp đó, là chẳng hạn mấy quý vị bác sĩ chẳng hạn, thì họ chỉ đứng tên một mình ở cái business account của họ thôi, chứ vợ họ đâu phải là bác sĩ đâu, đâu được đứng tên chung. Vậy thì làm sao để lách cái luật đó, cái requirement đó? Thì nếu ông chồng đứng tên của cái business, thì ông chồng là bác sĩ đứng tên cái business account của mình, thì mình sẽ để vợ mình đó là authorized signer, cho nhà bang biết vợ mình là authorized signer, tức là người có thể ký check được cho mình. Đương nhiên bà không phải là beneficiary, nhưng bà có quyền ký check. Thì rủi mình chết đó, thì bà chỉ cần lấy cái checkbook ra, bà có quyền ký mà, bà có thể wipe out cái số tiền còn lại trong cái checking account. Thì đó là cách duy nhất để mà có thể lách cái, trong trường hợp cái luật, cái requirement là cái business account đó không có thể để là pay on death beneficiary được. Ok. Tới đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Còn em thì chắc là tôi đã trả lời mấy câu hỏi của em rồi. Thì tôi sẽ nói cho người khác. Ok.